Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vạn Phật Thành ngày 20 tháng 6 năm 1982. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Đó là câu nói từ kim khẩu của Phật. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chúng sinh không chứng được trí huệ, đức tướng của Như Lai. Từ nơi câu nói này có thể suy ra mọi chúng sinh đều có tánh Phật. Đã vậy thì mình không nên sát sinh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên vọng ngữ, không nên uống rượu, mà phải trì ngũ giới. Khi sát sinh là giết mười phương chư Phật, vì chúng sinh là do Phật thị hiện mà ra. Do một niệm không giác ngộ nên sinh ra ba thứ vô minh rất vi tế: nghiệp tướng, hiện tướng và chuyển tướng. Vì vậy, mình mới trầm luân trong biển khổ, mất đi cái chân đạo. Đạo lý này rất là nông cạn, nhưng các vị tu đạo hãy quán tưởng xem. Quán tưởng rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình trong quá khứ, đều là những vị Phật trong tương lai, cho nên mình phải tôn kính họ, mình phải đối với chúng sinh như là đối với ba đời chư Phật vậy. Suy nghĩ như vậy thì tự nhiên hết khinh thường, hết bất kính hay nhiễu loạn chúng sinh. Chúng sinh không phải chỉ có loại hữu hình, thậm chí loại vô hình như quỷ, thần, tiên, ma đều là chúng sinh cả. Cho nên mình phải bình đẳng, cung kính, tôn trọng họ, không nên coi thường họ. Người học Phật cần phải tin vào lý nhân quả một cách sâu xa. Đừng trồng nhân xấu, nếu không thì tương lai mình sẽ nhận quả xấu. Nếu trồng nhân tốt thì tương lai nhất định gặt quả tốt. Nhân quả là chuyện không thể sai lệch, dù cho việc nhỏ như một sợi tóc. Nếu mình giết cha người khác thì sẽ có người giết cha mình. Nếu mình giết anh người khác thì sẽ có người giết anh mình. Thế nên đừng vì lợi mình mà dùng thủ đoạn hại người. Hại người thì chung cuộc là tự hại mình. Và lại, thượng thiên hữu hiếu sanh chi đức. Trời cao có đức hiếu sinh, không muốn làm hại chúng sinh, cho nên mình đừng bao giờ làm những chuyện trái với lý nhân quả. Các vị phải biết rằng, nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Nghĩa là, một lần sẩy chân ngàn đời ôm hận, mất đi thân người, vạn kiếp khó phục hoàn. Không tin gì cả cũng được, song chẳng có thể không tin luật nhân quả. Chối bỏ cho rằng không có luật nhân quả là việc làm hết sức nguy hiểm. Chư vị Bồ Tát chỉ sợ lúc gieo nhân có sai lầm, song chẳng sợ khi quả đã chín mùi. Nếu chư Bồ Tát có lỡ làm sai mà chẳng biết, thì lúc thọ quả báo, các ngài không bao giờ có tâm oán hận. Các ngài không oán trời, cũng không trách người. Chúng sinh thì sợ chịu quả báo mà chẳng sợ lúc trồng nhân. Lúc chúng sinh trồng cái nhân thì hết sức tùy tiện, điên đảo. Nhưng khi thọ quả báo thì rủa trời trách đất, oán người. Ha ha ha, 问什么的说